Này xe, cái con mẹ thắt lưng tím đang đi trước hiệu phúc an kia, có phải là vợ nhà tránh tổng đồng quân không nhỉ? Bẩm cụ lớn phải ạ, à? cụ lớn bởi vì người đàn bà này được diễm phúc hơn người khác ở chỗ có chồng làm quan đến chức tuần phù. Cụ lớn nghĩ một lát, rồi hỏi, tên con mẹ là tránh gì hờ? Anh xe vừa bấm chuông, vừa đáp, bẩm, tránh tiền ạ. À? Cụ lớn mỉm cười, tên nó thế không trách nó giàu. Nhưng nó ăn mặc thế kia đố ai biết nó có hàng vạn. Đến gần nó, mày đỗ cho tao xuống nhé. Dạ, lúc ấy bà tránh tiền đương đi vội vàng trên hè. Bà không để ý đến đường phố, bởi vì ở nhà quê gia tỉnh, bà định sắm ít sẻng cuốc, cùng vài thứ lặt vặt, nên đi đi lại lại ở phố khách đến 10 lượt, để khảo giá các hiệu bán đồ sắt. Bà mặc áo vải nâu dài không gài khuy, và quần sồi thâm ngắn cuốn cỡn cánh tay bà khoác cái nón đã tàu tàu tất cả bộ cánh của bà chỉ hơn người nhà quê thường có cái thắt lưng tím. Bà đương nhìn vào hiệu phúc an, bỗng tiếng cười khanh khách giòn tan ngay bên cạnh tai, làm bà giật nảy mình, hé, 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 bà chị lên tỉnh từ bao giờ thế? Cụ lớn tuần nắm lấy cổ tay bà tránh, và vồn vã hỏi thế, thì không ngờ bà này, được hân hạnh bất thần, sung sướng quá, đến nỗi rú lên một tiếng, ôi và cảm động suýt rơi nước mắt. Bà ta vội vàng chắp hai tay để vái lùi lại một bước. "Cung kính chào, lại cụ lớn à?" Cụ lớn nhăn mặt, xua tay, "Không, không cụ lớn, cụ bé gì? Chị em mình bạn gái, ai hơn tuổi là chị, ai kém tuổi là em. Có các ông ấy làm việc với nhau thì muốn gọi nhau là gì thì gọi." "Giả, dạ, lại cụ lớn." "Ồ, đừng cụ lớn cụ bé gì mà. Hé, 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 lại cụ lớn cho phép con gọi thế ạ?" À? gớm các bà chị đến khó bảo thế nào bà chị lên tỉnh từ bao giờ sao không vào trong dinh chơi lại cụ lớn tha tội cho chúng con ăn mặc sổ xề sợ vào thì làm bận mắt cụ lớn cụ lớn cười xòa ô bà chị cứ dậy thế tôi trách đấy lại cụ lớn cụ lớn là chỗ cha mẹ cụ lớn tha tội cho con cháu thế thì bây giờ vào chơi vậy lại cụ lớn giả dạ, vào ăn cơm với tôi cho vui nhé lại cụ lớn chúng con đã vô phép cụ lớn rồi à nhà quê chúng con hay ăn cơm sớm thì vào chơi nói chuyện vậy ông tuần tôi đổi về đây tôi đến thăm các bà chị một lượt thế mà các bà chị lên tỉnh không bà nào vào chơi với tôi tôi giận lắm đấy lại cụ lớn chỗ chúng con là con cháu chỉ sợ ăn nói thất thố nên không dám vào đó mà thôi thì tôi đã bảo chỗ chị em mình là bạn gái với nhau ta cần gì các bà chị đồng bán tôi cũng đong bán. Các bà chị làm ruộng, tôi cũng làm ruộng. Thật đấy, ở nhà, tôi cũng vần giặt rũ, quét tước, chưa có xềm xẹp ngồi không như các bà quan khác đâu. Hé, 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 dạ, vào chơi trong dinh nhé, dạ, chúng con xin theo hầu cụ lớn, ừ lên xe tôi mà đi, nói đoạn, cụ lớn gọi chiếc xe hàng, để nhường bà tránh tiền ngồi xe nhà. Cử chỉ không ngờ này lại khiến bà tránh cảm động, lần này, bà ứ nước mắt thật bà ngượng nhịu, run sợ thế nào ấy, nhìn chiếc xe sơn giả đồi mồi, gọng kền sáng loáng, vải đệm trắng tinh, bỗng bà ghê cả người. Bà tưởng như mình không xứng đáng được dùng những thứ sang trọng quá quát như vậy. Và khi đặt tấm thân cục mịch lên trên chiếc đệm êm ái do cụ lớn nhường cho, bà khoan khoái nghĩ bụng không biết mấy mươi kiếp trước tu đã dày dặn thế nào, nên kiếp này mới được đền bù bằng một phút hạnh phúc này vậy. Bà ngồi mớm trên xe, bà vẫn còn dùng mình bà ngẫm đến lời ngọt ngào, tử tế của cụ lớn mà nở nang cả mày mặt. Sao lại có bà quan dễ dãi, phúc hậu như bà Phật này? Một đời người, dù khổ sở thế nào, mà được cụ lớn ban chuyện cho một lát, một lát thôi, thì còn ai muốn chết nữa? Vợ một quan tuần phủ, vợ một cụ lớn đầu tỉnh, mà đối đãi với vợ một tên tránh tổng quen, ăn nói thân mật như chị em, nào nắm tay vồn vã, nào bà chị, nào hơn tuổi nào vào chơi, nào trách móc, trời ơi ai được thế mà trả thọ thêm đến 10 năm. Nghĩ đến đó, bà tránh rào rạt cả tâm hồn, bỗng xe bấm chuông và chạy quành vào dinh, bà tránh vội vàng tụt xuống đất, và nói, anh đỗ cho tôi xuống đi bộ, kẻo cụ lớn trông thấy lại quờ. Nhưng cụ lớn bà nghe tiếng, cụ lớn quay lại xua tay cười, không can gì, đàn ông họ không hay chấp nê như bọn mình đâu, đến thềm nhà tư. Bà tránh chùi chân vào chiếc thảm rất kỹ lưỡng rồi mới dám bước lên gạch hoa và cụ lớn phải kéo mãi bà mới dám ngồi trên chiếc ghế bành đánh bóng bà thít người lên cụ lớn gọi lính quạt nước và lấy lọ chè cất trong tủ mà cụ lớn khoe là thượng hảo hạng chính cụ lớn tự pha ra chén và đưa tận tay mời bà tránh tiền mỗi lần bà tránh được cụ lớn ban cho những câu tử tế dễ dãi ngọt ngào thì bà lại rơm rớm nước mắt cụ lớn hỏi thăm về mùa màng đong bán cụ lớn bản lẽ thiệt hơn về lối làm ăn, bà tránh cảm sự nhã nhặn bao nhiêu, lại phục sự đảm đang của cụ lớn bấy nhiêu. Và cụ lớn nói cả chuyện buôn bán của cụ lớn khi gọi họ, khi đong thóc, khi cân sơn, khi buôn tơ, khi đặt đay, vân vân, bất cứ dịp nào có lãi, cụ lớn cũng không để tiền nằm yên bao giờ. Phi thường bất phú, bà chị ạ à, ông nhà tôi tiếng rằng làm quan, nhưng lương lậu có được là bao. Hé, hé hé, giả, dạ, lại cụ lớn, cụ lớn ông thực là nhân quan, phải, cho nên tôi vẫn phải giữ nghiệp nhà, là lấy sự buôn bán làm căn bán. Làm bà quan, chẳng qua như được hưởng cây hoa thơm, chứ sung sướng sao bằng các bà chị có ruộng nhiều. Thế năm nay bà chị chỉ cấy có 50 mẫu thôi à? Dạ, lại cụ lớn, năm nào chúng con cũng chỉ cấy có mần ấy, còn cho người ta làm rẽ. Vì nhà nương người, sức một mình con không kham nổi à? phải, tội gì vất vả lắm. Và lại chỗ cho người ta cấy rẽ, cũng thử ăn tiêu rồi còn gì. Dạ, chỗ 50 mẫu ấy, bà chị bảo chữ lại để bán là phải lắm. Thóc được giá mà không bán, chỉ tổ để chuột cắn. Bẩm cụ lớn, mấy lịnh nhà con chật, không có chỗ chứa thêm thóc nữa hả? À? Ồ quý hóa quá, trong nhà bà chị có những hai lẫm thóc to tướng, thế mà không đủ để chứa thóc kia hả? À? Dạ, lại cụ lớn, Thầy tránh nhà con vẫn cứ định xong mùa này thì xây thêm mấy gian nữa. Thầy cháu cứ không muốn bán, bảo chữ lại, chờ năm vỡ đường hãy hay. Nhưng con tưởng để thóc nằm chờ đấy, thả bán đi để đong cái khác còn hơn. Phải, bà chị nghĩ chí phải, việc tiền nong phi ở tay bọn mình không cô lợi. Các ông ấy đàn ông đàn an gặp đâu nói đấy, chưa sao bằng bọn mình. Hé, 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 dạ, thế bà chị còn được bao nhiêu thóc ở trong nhà? lại cụ lớn, cũng còn độ hơn nghìn bạc, chứ chả mấy ạ. À. Ồ, quế hóa quá. Bà chị không bán à? Bẩm ý con muốn bán, nhưng thầy cháu cứ muốn giữ lại. Ồ, này, bà chị để đưa đong cho, cho ông tức một mẻ. Bà tránh sông sướng, đáp, giả, dạ, cụ lớn dậy thế còn gì bằng. Thật đấy, cho tôi đong một nghìn nhé. Giả, dạ, cụ lớn đã dậy, thế nào con trả xin tuân. Nhưng mà này, chỗ chị em, chả nên giấu giếm nhau tôi vừa có dăm nghìn lại tậu cái đất trên hà nội để làm nhà cho khách chạy loạn thuê mất rồi bây giờ chỉ còn răm chục để ăn từ nay đến cuối tháng bà chị có cho đong chịu hãy nhận lời lại cụ lớn bao giờ cụ lớn ấn cũng được miễn là cụ lời nhận mua là may cho con lắm rồi thế bà chị không sợ tôi quỳ à hé 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 bà tránh cười theo lại cụ lớn tôi con nào dám ngờ cha mẹ cụ lớn bèn nghiêm trang nói nhưng mà này chị tránh à tôi nhận đông của ba chị một nghìn đồng bạc thóc nhưng tôi hãy cứ gửi ba chị ở nhà đấy như vậy để chị hẳn khỏi nghi nhé hé 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 lại cụ lớn chúng con nào dám thế xin cụ lớn cứ cho xe về không tôi cứ gửi ở nhà bà chị bởi vì trong dinh chật chội có chỗ nào chứa đông dạ rồi bao giờ tôi thuê được nhà ngoài phố sẽ cho nó về lĩnh thóc sau Dạ, bà tránh nói chuyện một lúc lâu nữa, mới hả hê cáo từ ra về. Và cố nhân đến nhà bà nhắc lại nguyên văn cho cả làng, cả tổng nghe những câu nói tử tế, nhã nhặn, dễ dãi, phúc hậu của cụ lớn tuần, sao 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 ba tháng sau, trời làm lụt lội và đói kém. Thóc lúa cứ cao lên vòn vọt, việc vào dinh hầu cụ lớn đã thành ra một thời sự cu cũ. Cho nên bà tránh tiền chỉ còn trông thấy chỗ cây thóc bán chịu cho cụ lớn mà thôi bà thở vắn, thở dài, thả cụ lớn cho người đem đi cho khuất mắt, hoặc cụ lớn bán cho ít nhiều để làm vốn thì bà cũng cam lòng. Từ nọ đến nay, bao nhiêu người xin đong mà bà không dám bán. Bà tiếc quá, xong nghĩ đi thì thế, mà nghĩ lại, bà cho là chẳng thiệt nào. Một đời dễ mà gặp được một bà quan đầu tình đối với vợ một thầy tránh tổng vồn vã, dễ dãi, phúc hậu, như thế. Người ta có tiền nghìn bạc vạn hẳn hoi cũng không thể mua được lời nói tử tế của ngươi trên. Cho nên, nghĩ tới đó, bà lại thấy hả hê, sung sướng nguyên vẹn. Sao 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 một hôm, có người lính tuần về đồng quân, đưa bà tránh phong thư. Bà bảo chồng mở ra để đọc, bà chị, bây giờ thóc được giá, tôi nhờ bà chị làm ơn bán cho chỗ thóc tôi gửi bà chị trước. Cứ thời giá, thì chỗ ấy thu được đến hơn nghìn rưỡi, nhưng tôi chỉ lấy trong nghìn tư mà thôi còn bà chị có bán được hơn thì mặc ý vậy chỗ một nghìn tôi xin nộp lại bà chị còn năm trăm lãi thì đến hai mươi lăm này mời bà chị lên chơi và đưa cho tôi thực là tôi quấy dày bà chị quá xin bà chị miễn trách lâu nay không thấy bà chị lên tỉnh tôi nhớ lắm vậy thế nào hai mươi sáu này bà chị cũng lên nhân tiện chúng ta nói chuyện với nhau cho vui bà tuần viết xong thư bà tránh tiền nhăn nhó rồi thở dài mãi Thóc này bán cho ai được, để kịp 26 có 500 đem lên nộp cụ lớn đây. Thì té ra bây giờ xoay ngược lại bà là con nợ của cụ lớn. Suốt mấy ngày, bà lo lắm, bà phải chạy khắp các nơi để mời người đến đông, nhưng không xong. Chả ai có vốn nữa, mà ngày 26 cứ gần dần, lắm lúc định liều, bà tính cứ lên tỉnh, rồi bẩm với cụ lớn là thóc ế, như vậy bà có thể không thiệt hại gì. Xong, thế không tiện cụ lớn đã tin cậy mà giao cho một việc, mới có mỗi một việc, chả lẽ chưa chi đã phụ bụng tốt của cụ lớn, và lại cụ lớn vồn vã, ngọt ngào, dễ dãi, phúc hậu, ai nỡ xử lại thế được. Kết cục, là ngày 26, bà tránh tiền lên tỉnh có mang đủ số 500 lãi thóc của cụ lớn. Món 500 ấy, bà phải viết văn tự để vay. Bà hậm hực, tức bực và oán thán cụ lớn lắm. Nhưng mà, ấy kia, hé. Hé, hé, bà chị, tôi mong mãi, cụ lớn nắm lấy cánh tay và vồ vập nói thế. Bà tránh tiền bỗng quên hết mọi sự. Bà lại cảm động, rơm rớm nước mắt, và hởi lòng hởi dạ như thương. Một nghìn chín trăm ba mươi bảy kia. Con, Nguyễn Công Hoan bây giờ lắm lúc ngồi buồn mà nghĩ đến chuyện ấy. Tôi lại vừa buồn cười, vừa xấu hổ. Ngày tôi còn đi học ở Hà Nội, tôi vẫn nghe anh em bạn kháo nhau rằng hiệu thợ may đại ích, mới dọn đến phố Hàng Bông có một cô con gái đẹp lắm mà ai đã trông thấy một lần cũng phải chịu là một vị tiểu thư tân thời, một giai nhân tuyệt thế, và công nhận cái tên tặng cho cô là Ngôi Sao Hà Thành, là không sai. Ừ không biết các cô gái non, đến tuổi mà chưa được bổ làm vợ, thường ngày bị các công tử nhắc nhỏn luôn thì các cô có hay hát xôi không? Có khi các cậu lại gọi chăng cả là, mợ nó, mới đáng phục chứ. Ấy, cô này cũng bị chúng tôi, đứa nào đứa ấy, khép án vắng mặt một cách vô lý thế duy có tôi tuy chẳng đạo đức gì nhưng không nhận vơ vì tôi mới chỉ được nghe tiếng chứ chưa được biết người cho nên mấy bận đi gần tôi cố ý liếc mắt nhìn trộm qua tủ hàng nhưng tức quá không bận nào rõ chỉ thỉnh thoảng mới thấy cô ấy ngồi thon lòn bên quầy mặt méo sạch sau hai lần kính tù cụ đại ích tôi xin phép các ngài gọi thêm mà nói câu này các ngài cũng bỏ ngoài tai vị nào có con gái đẹp thì tự nhiên trông ra phúc hậu oai vệ ngay, mà đường đường một đấng bố vợ, dù dâu ria chưa có, dù vẫn trẻ măng, nhưng tôn lên chức cụ cũng đáng, mà cô em càng nõn nà, thì ông cụ càng có giá trị. Cụ đại ích nhà tôi cũng có giá trị lắm, tuy mặt cụ cũng non nớt, chỉ độ băm nhăm 40 tuổi là cùng. Cứ xét mặt cụ thì cũng là tay đáo để, thâm trầm lắm, nhưng đáo để thâm trầm ở đâu chứ đối với khách mua hàng, cụ rất dịu dàng, ngọt ngào, vui vẻ nhất là rất lệ phép. Cái lệ phép ăn người của nhà buôn, vì thỉnh thoảng nể lời ăn nói, cách cử chỉ của cụ nhiều người phải vui lòng, miễn cưỡng mua một thứ hàng không vừa lòng. Tôi lập tâm xem mặt cô con gái cụ mãi mà không ăn thua. Một lần xin được tiền nhà may bộ quần áo Tây, tôi quyết vào hàng cụ dù đắt rẻ thế nào cũng được một dịp làm quen, lần này còn lần khác. Tôi yên chí tài nào cũng gặp mặt cô con gái cụ, nhưng ngờ đâu số tôi đen, đã cố chọn vải đo người, rằng dai cho đến hàng giờ đồng hồ mà không gặp, tôi đành ngậm bồ hòn ra không? Giá luật cho phép khách mua hàng được nằm ăn vạ lì tù tì ở nhà chủ cho đến khi thấy mặt cô con gái thì tôi cũng chẳng về. Cụ đại ích tiếp tôi rất lệ phép, cứ những lời cụ rót vào tay tôi thì tôi tưởng dẫu cụ đã tính bộ quần áo ấy đắt hơn hiệu khác ba đồng bạc, nhưng tôi cũng không dám ân hận chút nào. Mà giá cụ là ơn thả ngay tiểu thư nhà cụ ra cửa hàng cho tôi được ngắm thì dù cụ cưa nặng mấy tôi cũng phải cố nhắm mắt nhắm mũi mà thọc tiết ví đây những câu sau này tôi nhắc lại các ngài nghe xem có mọt ngào không bẩm ông từ đầu mùa rét năm nay chúng tôi được nhiều ngài chiếu cố may cái hàng này lắm nào bác cai đâu ra đo hầu ông xin phép ông để cái này bên này cách tiếp khách của cụ đại ích làm cho tôi ngượng nghịu quá chừng bởi vì tôi mới ba tuổi tuệt, chỉ bằng con rể cụ là cùng mà cụ lại gọi là ông bởi vậy tôi phải gọi cụ là cụ. Vài hôm sau, tôi đến thử quần áo. Lần này cũng như lần trước, bông hồng chẳng thấy ở trước mặt, mà tiếng lệ phép xuông cứ làm ngượng hai tai. Rồi đến hôm lấy quần áo về tôi chẳng thấy được tia sáng của ngôi sao. Hà Thành, chán quá, thả vứt mấy chục đồng bạc xuống sông, xuống biển còn được xem tăng. Tôi định cố tìm chỗ nào may hàng để bẻ huệ chữa đi chữa lại cho có cớ mà ra vào cửa hàng vài lần nữa, nhưng số đen đùi, họ lại may khéo quá mất rồi nhưng từ đó tôi lấy lại được cây lãi con con, là được đứng vào hạng người quen của cụ đại ích. Vì một lần gặp cụ ở phố, tôi chào cụ, cụ còn nhớ mà khen bộ quần áo may sát người. Một lần nữa, tôi cần sắm cái mũ, tôi cũng lại đâm đầu vào đó. Thôi thì đắt rẻ thế nào cũng bấm bụng mà mua, tuy cũng lại không gặp cô con, nhưng được nghe cụ mắng người nhà câu sau này, tôi cũng hả dạ, xa. Láo nào, bán cho người ta thì mới được tính ra ấy chứ bán hầu ông đây kia mà. Xin bớt ông năm hào, như thế thì tôi đối với cụ đại ích chẳng phải là người xa nữa, nghĩa là người quen, người thân, người nhà, con rể rồi vậy. Cho nên chẳng lần nào tôi gặp cụ ngoài phố, tôi không cố làm cho cụ trông thấy, để chào trước, cùng bắt tay chuyện trò. Nhưng tôi vẫn tấm tức một điều, là cô con gái yêu quý của cụ, tôi vẫn thấy anh em ca tụng, mà chính tôi thì chẳng rõ mặt ngang mũi dọc ra sao vì bận nào liếc mắt vào mà có gặp cô ngồi bên quầy, thì tôi cũng chỉ thấy mặt cô méo sạch sau hai lần kính tù. Một hôm, và ngày hội chợ, cũng như thói nhiều hãng công tử bột, tôi thắng bộ để đi diện gái. Tôi lướt hết dãy hàng nọ sang dãy hàng kia trong hội chợ, mà chẳng thấy một ma nào lọt vào mắt xanh. Đi đã bại hai cẳng, thì may sao, khi ngoặt ra cổng thấy đằng trước tôi, thướt tha một cái bóng hống đi một mình cũng ra phía cổng. Cái bóng đó là một cái ô khum khum màu sữa, dưới cái khum ô là một cái áo sa tanh hồng sáu khuy đang bay phấp phới, dưới cái vạt áo là hai cái ống quần rộng nhỏ bé như ống sậy, dưới hai gấu quần là gót cao mun mút của đôi giày mang cá da chăn. Thấy cái mồi ngon, tôi quyết săn cho được, tôi rào cẳng đuổi theo, lúc đến gần độ 10 thước thì một luồng hơi thơm thoang thoảng đã làm nở nang mũi tôi. Tôi cố trông suốt qua tầng vải ô thấy vẽ rõ bóng một cái đầu xinh xắn, cái áo sa tanh trơn nhẳn bóng như căng khít lấy cái lưng ong ham hút, tròn tròn, thỉnh thoảng làn gió tạt tung cái tả áo ngoài thì lại lộ cái áo cộc lụa mỡ gà viền đăng ten, ôm chặt lấy cái đũng quần cầm trâu phình ra mà hai ông nếp là phẳng tắc, khi đang tròng chọc ngắm từ đầu đến chân con bò lạc ấy, thì thình lình tôi đi sát ngay trước mặt cụ đại ích mà tôi không biết. Cụ đại ích trông thấy tôi, tay cất mũ, tay dơ ra và nói, kìa thưa ông ông cũng đi chơi hội trợ có vui không tôi thi lễ và trả lời vâng thưa cụ hội trợ năm nay cũng như mọi năm tôi định vào sắm cái hộp bằng tre chạm nhưng không được cái nào vừa ý vâng tôi cũng chẳng mua được cái gì tôi không muốn nói chuyện lâu nên chỉ cười lạt không trả lời thì cụ đại ích khéo mồm miệng mà nói tiếp xin phép ngài để tôi giới thiệu ngài một chỗ bán hộp tre chạm của người anh em tôi xin đi hầu ngài tới đó ngài thử chọn xem rồi chiếu cố cho cảm ơn cụ xin để bận khác vì tôi có người nhà chờ người nhà tôi tức là cô gì đây kia ấy mà các ngài có hiểu không nếu cụ đại ích cùng đi với tiểu thư nhà cụ thì tôi xin cam lòng thả cô kia ra mà bám chặt lấy cụ vậy ai bảo cụ găm con gái ở nhà để cụ chẳng được đi hầu tôi đến cái hàng của người anh em để tôi chiếu cố thoát được nạn cụ đại ích tôi lại phải đi rào cẳng đuổi theo mùi lúc đến sau lưng tôi càng ngắm cái dáng đi của cô ta càng thấy yểu điệu cái tay vung vẩy sao mà khéo và mềm thêm mà không biết nước hoa cô ấy mua bao nhiêu tiền một lọ mà thơm được làm vậy tôi tiến lên trước để quay lại nhìn mặt ôi mẹ ơi ông bà nào ăn gì mà đẻ được con đẹp đến thế cái mái tóc tơ rẽ đường ngôi lệch trải kỹ càng quá nhưng nó kỹ càng ở chỗ cố ý làm cho người ta tưởng lầm là trải dối giá nó lòa xòa xuống chán xuống má nó tỏa ra che gần lớp gáy, lớp tai. Cái dây chuyền quàng qua cổ, giấu trong lần áo trước ngực, tùy kín mà kín hở, vì nó vẫn long lánh, nhấp nháy qua khe sợi tơ. Hai cái má bánh đúc, phinh phính dưới làn da mịn, đã xoa qua ít phấn lạt, lại được cái ánh phơn phót của màu ô OH hát xuống, màu áo hát lên, thành ra hây hây như cánh hoa phù dung. Đôi môi đỏ đỏ cũng khéo tăng thêm vẻ tươi của cái miệng bầu bầu, lúc nào cũng sắp sẵn một nụ đổ nhà đồ cưa đến hai con mắt thi đẹp không có chữ tả nữa, có lẽ tạo hóa cũng mất lắm công, kén chọn mãi mới được cái mặt này xứng đáng để giao cho hai con mắt ấy. Nói tón lại, trông cô tiểu thư này, nhu nhú như bông hồng mới nở, bầu bĩnh như cái gối mới nhồi bông vậy. Tôi ngắm cô ấy, ngắm trong chọc mãi khiến cô ấy ngượng và phải che ô lấp mặt đi. Tôi đành giờ thói trắng trợn, âu là bên phải cô đã che ô lấp thì tôi xoay sang bên trái vậy. Trong bụng tôi bối rối. Tôi nhìn trước nhìn sau không thấy có ai, bèn thảo vội ngay một bức chiến thư. Tôi tủm tỉm nói bâng quơ rằng, may quá, hôm nay đi hội trợ tưởng là phí công. Nói đoạn, liếc vào cô ấy mà xòa cười. Cô tiểu thư biết tôi có ý trêu ghẹo bèn xoay cái ô sang bên trái. Lập tức tôi lại đi sang bên phải, gớm làm bộ quá, cô đi hội trợ có mua được gì không, cây ô lại ngả sang bên phải, mà tôi thì lại đổi sang bên trái. Thưa cô, cô làm ơn cho tôi biết bây giờ là mấy giờ rồi. Cô ở phố nào, sao tôi trông cô quen quá, cày hồn lại nghiêng về bên trái, mà tôi lại luồn sang bên phải. Trời còn nắng đâu mà che ô, cái đồng hồ đeo tay của cô xinh lắm nhỉ, nó bé thế sao nó cũng chạy được. Chà, ước gì tôi được làm cái đồng hồ kia, cứ môi câu tôi nói ra, thì cái ô và tôi lại chuyển đổi chỗ. Mà sao cô bé gan lì, nói thế nào cũng không hề nhếch mép tôi thấy bao nhiêu mùi thả ra, mà cá chẳng cắn câu tôi bèn châm cháo, miệng cười, mắt liếc, tay dúi cái ô và nói, hoài của, người đẹp thế mà câm, người ta hỏi từng ấy câu mà không trả lời. Bỗng tiếng giày lộp cộp đằng sau đập vào màng tay tôi làm cho tôi quay lại, thì ra cụ đại ích đi tới, cụ đại ích không nhìn tôi, nhưng khi đến ngang mặt cô tiểu thư, cụ đập vào ô cô, ngọt ngào như nhắc cô rằng, à. Con, ông hỏi, sao còn không trả lời ông đi? 25 November 1932, chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe chuyện đọc trên kênh youtube của chúng tôi. Sự quan tâm và phản hồi tích cực từ các bạn là động lực lớn. Hy vọng qua câu chuyện, chúng tôi đã mang lại những phút giây thư giãn và suy nghĩ sâu sắc. Mọi ý kiến đóng góp giúp chúng tôi ngày càng hoàn thiện. Hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ và để lại những bình luận ý kiến của bạn chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến những câu chuyện thú vị và ý nghĩa hơn nữa